cô về thế lực được cộng rất bay sau đi tu mấy năm rồi. Con đi tu cũng được lâu rồi. Được bao lâu? Tu được bao lâu rồi? Con tu được 3 cháu á. Rồi, ở trong đời sống này thì con thấy có gì vui buồn chia sẻ cho mọi người? Dạ, chúng tôi cha cùng cộng đoàn. Hôm nay con đến đây con làm bằng chứng cho Chúa Kitô. Xin thưa cha cùng cộng đoàn, con sinh ra năm 1977 ở một quê ngoài Bắc. Khi con đi ra khỏi gia đình, con bỏ quê hương con đi. Từ lúc 13 tuổi thì con bán vé số và có thời gian là con đi làm kiếp ở Đà Lạt. Đến năm 2005 con lên Đắk Nông, xong rồi thì con lại bỏ, con không làm được thì con lại về, sau một năm con lên. Thế từ cái lúc mà con đi ra khỏi gia đình thì gia đình con là rất nghèo, thì con có một ông bố thực sự là cũng lúc con còn nhỏ thì con cũng có ru mẹ con là mẹ ơi bỏ bố đi, mấy mẹ con đi thì chỗ khác đất mới ở, chứ bây giờ ở với bố thì cũng không sống nổi. Vì bố con khóc lúa, nói chung là tất cả mọi thứ cái gì quy ra tiền là cho vào chai rượu hết. Vì bố con đúng ra từ lúc con còn nhỏ thì khóc non cũng bán, rồi khi mẹ con đi làm thì bố con cũng gọi người ta vào bán khóc trộm, rồi tiền để đâu cũng hết. Khi con lúc còn nhỏ thì con nuôi được 2 con heo, một con được 1,4 tạ, ngoài bắc con được gọi là con đo. Bố con cũng bán hết đi buôn, đi vào Nam buôn cũng chẳng được cái gì, thì chỉ chẳng qua là bố con uống rượu thì nó móc túi thôi, về thì lấy con dao bầu rạch túi ra bỏ nó móc hết. Thế hai cái lò gạch thì con nhận đất và thuê đất thì cho bố con đóng, thì bố con cũng cho lên đường hết tất cả là vì rượu. Thì khi năm ngoái thì bố con bị ung thư giai đoạn cuối, thì trong khi đó là nằm mấy tháng trời ở bệnh viện ung biếu. Thì nghĩ con có tâm sự bố con là bố ơi liệu bố có bỏ được rượu không, thì bố con có nói là bố bỏ hẳn. Thế con bảo bây giờ bố bỏ thì hắn chữa, còn nếu không bỏ thì bố cũng không nên chữa, về nhà thì có gì uống. Thế đến khi hai bố con ở bệnh viện ung biếu vừa đi vừa về là 6 tháng, thì bác sĩ truyền hóa chất, thì bác sĩ có nói là thôi thì bây giờ gọi cho gia đình, bây giờ bố có tuổi rồi, về lo hậu sự cho bố. Thì con bảo thôi thì cứ truyền bố sống thì còn sống. Thì tất cả thì con cũng chỉ nghĩ là có điên cũng là bố mình. Thế trong khi đó thì bố con truyền hóa chất xong dựng hết ốc đầu, thì bây giờ vẫn còn sống. Thì bố con chưa mọc tóc thì đã sang cái quán bên cạnh đẩy cửa người ta vào để xách rượu để mua. Vì một ngày bố con là bình thường là cứ một tuần hết quả nít. Nói chung là rượu uống thì hay nó đã không cần ngồi, cứ nửa lít thì mở cổ lên là hết. Nói chung là con từ lúc nhỏ thì đi quốc về bố con cũng đánh, xin bát cơm thôi là bố con cũng đánh. Con thì cũng cả gia đình thì cũng chỉ ăn cơm bằng nước mắt. Nhiều khi mẹ con thì ngủ cầu nguyện, mà nhiều khi đi làm cầu nguyện thì Chúa cũng chưa thương. Thế đến khi mẹ con mất được 8 năm nay thì cũng chẳng qua là rượu bố con đánh thôi. Nói chung là đánh đập cả gia đình con gần như là tan tác hết. Con thì cũng nói chung cũng trở về, con thì học mới hết năm 2 lớp Bình Dương thì đi học được 4 môn, thì con không học được nữa thì cũng điều kiện nhà con nó cũng chẳng có gì có. Thế con bỏ con đi bán cả kẹo kéo, bán cả rem. Mà sau đây con cũng có một vài dao kẹo kéo nó hơn phần lớn đó, con dao những người cha cùng cộng đoàn.
kéo kéo đi càng kéo càng dài càng nhai càng ngọt, muốn được ngọt ngọt đúng một còi ngọt như đường cát mát như đường kẹt, ai có bệnh hoài em ăn đều khỏi cả. Kéo kéo đi. Bây giờ hiện tại cái hôm mà con nhắn tin cho bố con cho cha thì đêm hôm đấy là bố con uống rượu, thì thường bố con uống rượu say á là bố con hát cả đêm. Lúc đó thì con đang dưới cà phê, dưới thì cái dãy mới của con nó cũng chẳng có bóng cây, dưới là thâu qua trưa đến chiều tối về, đêm cứ 1-2 giờ sáng đến 4 giờ sáng bố con cứ hát cải lương rồi à ý e rồi các kiểu. Xong là bố con dậm ở chân rồi đánh chấm. Thế thì con bảo là bố ơi, bây giờ chúng con đi làm về ngày này bố cho chúng con một giấc ngủ, mai chúng con còn đi làm. Bảo nếu mày không nghe lấy tay mà bịt vào, lấy bông mà bịt vào. Thế trong khi đó con nói xong bố con cầm con ra bố con đuổi con. Thì đêm thì con cũng chỉ vào trong cái dãy thì cách từ nhà con vào 7 cây số là con, đêm là con hay vào cái con ngủ. Vì đêm là bố con là cứ thường thường là uống rượu và hát, thì con cũng xin cộng đoàn ở đây có hai người cha, người bố. Đi rượu thì biết dùng ở trong bộ, mà không biết dùng thì nó rất là hại, nó cũng như một điều tốt độc. Con cũng xin tất cả mọi người cộng đoàn ở đây, ai mà nghiện rượu như bố con thì xin hãy bỏ. Không rượu thì hiền, mà có rượu thì như ma như quỷ, không thể tưởng tượng nổi. Chào con xin hết ạ. Con được biết đến lòng thương xót Chúa như thế nào mà mới đến đưa đẩy con đến đây? Con ở đâu đến? Dạ, con ở Đắk Nông, con là du xe Đông Văn Nguyên. Con được ơn Chúa là cái hôm mà con nhắn tin đưa ra thì con không thể nhắn tin, thì con nhờ người bạn nhắn tin. Thì hôm đấy cha con cũng 1 tháng sau cũng nhiều bạn con điện cho cả cha, như cha không thất máy. Thì hôm đấy cha bảo cha cầu nguyện cho, thì một thời gian thì là bố con bây giờ bỏ được rượu. Nói chung là các cái ngày chay chặn thì không có ngày nào mà ngày chay cả. Vì cả 1 năm có 2 lần ăn chay, ăn chay thì 40 ngày, nhưng Chúa và bố con thì 2 ngày chay chặn. Nhưng mà chay thì cũng phải có 1 lít, đến 1 lít rưỡi trong 1 ngày chứ không có dưới. Nên là không có 1 ngày mà bố con chay. Đến bây giờ thì bố con khỏe hết ung thư, mà bây giờ bố con bỏ rượu mà ra vườn thì lại giúp được chúng con rồi. Không thể tưởng tượng được, đây gọi là ân điển của Bồ. Thế mà anh kể một hồi nó thấy rằng hoàn toàn là bế tắc, hoàn toàn là tuyệt vọng, hoàn toàn là không còn khả năng chữa trị được, mà phải là hoàn toàn bỏ tay. Vậy mà cái người thanh niên học lớp 2 không biết nhắn tin, thì vì thưa anh chị em chúng tôi cũng xin lỗi vì không thể bắt điện thoại được, vì quá nhiều điện thoại gọi đến. Tôi chỉ bảo là thôi nhắn tin đi rồi cho đạo cho cầu nguyện cho. Chứ còn nghe điện thoại, anh chị em biết làm sao một ngày nghe hết được 500 cái điện thoại, 500 cú, rồi cũng phải còn ăn, cũng phải ngủ, cũng phải đọc kinh, cũng phải suy niệm, cũng phải làm việc khác. Chứ lúc nào cũng cầm cái điện thoại lên tai mà nghe thì làm sao chịu nổi. Thì cũng thành thật xin lỗi anh chị em như vậy, chứ không phải là vì quay thường mà không nghe điện thoại của em chị em. Thì anh ấy không biết nhắn tin, mà có là lớp 2 và biết chính vì bao nhiêu. Và nhờ người khác nhắn tin để tổ hợp cho bố con thì ung thư giai đoạn cuối. Mà bố con là làm sâu liệu, chứ không phải chỉ là nghiêm liệu, có thể có sâu vào trong người được nghiêm liệu như thế. Mỗi ngày là 1 lít đến 1 lít rưỡi rượu. Thì thế, ấy vậy mà Chúa nhân từ, từ Đắk Nông, tôi có gặp anh đâu, tôi gặp bố anh ấy đâu. Vậy mà Chúa đã làm cho một cái điều kỳ diệu là bố anh ấy khỏi bệnh ung thư, và nhất là khỏi được căn bệnh nghiện rượu có thành truyền kiếp, không thể nào bỏ được nữa. Và khi là mạnh khỏe mà đi làm việc phụ với gia đình, với con cái của mình, chỉ tiếc là mẹ con bây giờ không còn sống để mà thấy được thành quả đó. Mà mẹ con, những cái hy sinh của mẹ con ấy vẫn đem lại cái giá trị của ngày hôm nay. Mẹ trên trời, mẹ thiên đàng, mẹ cầu nguyện, cầu bầu, xin Chúa khoán cảnh bố của con. Với những hy sinh của chúng con,
con đắng nuốt cay ra ngoài vườn sống khổ sống sở như vậy chiêu lên bố của mình, mà có những người không chịu nổi đã cầm dao chém chết bố của mình, thà như vậy còn hơn. Chứ không phải là không có, rất nhiều trường hợp đã như vậy. Vì dồn đến đường cùng quá, đứa con nó chịu không nổi. Với những đứa con mà thấy bố nó hành hạ mẹ nó quá, nó chịu không nổi, nên xem nó đang giết chết bố nó ở đất quả. Nó nói là vì cũng thấy cái hình ảnh mà bố nó đập mẹ quá đến chỗ mà không thể chịu được nổi thì nó phải giết mẹ, giết bố để cứu mẹ mà thôi. Thưa anh chị em, nghe cái câu kết của anh tôi thấy Chúa làm điều quá sức kỳ diệu. Điều mà con người không thể thì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể. Cũng như là chuyện vợ chồng mà sống chung với nhau đến trọn đời, sự gì Thiên Chúa liên kết đoàn người không được phân ly thì sức của con người không thể chịu nổi. Vì chắc chắn là bao giờ mình sống chung thì cũng có đụng với nhau, và bao giờ sống chung với nhau thì cũng thấy mặt thật rồi thấy mặt trái của nhau. Cũng như trong đời sống tu trì của chúng tôi cũng vậy, mới đầu chưa đi tu thì thấy đẹp lắm, bước vào đời sống tu trì tại sao mà thấy nó bi đát quá, sao nó tối tăm, mà thấy nó con người quá, con người phản quá. Mà thấy Faustina nói là đừng quên rằng những tu sĩ là những thiên thần nhưng cũng ở trong xác phạm, cũng ở trong xác phạm, cho nên cũng đầy tham sân si, đầy những ganh tị, đầy những ghen ghét trong đời sống nhân viên cũng chẳng hơn gì đời sống gia đình đâu thưa anh chị em. Cho nên đừng có đứng núi này trông núi nọ, đừng có so sánh cái này hơn cái kia kém, không đâu. Cũng đơn giản đừng có cho rằng là chúng con là giáo dân là bậc hai, còn các cha các thầy các sư là bậc một, không có đâu. Có bậc nào trong nước trời nó cũng không có bậc nào trong lòng thương xót, tất cả chỉ là tốt nhân mà thôi, tất cả là những con người cần được thương xót. Chúng tôi linh mục tu sĩ hơn ai hết cần được thương xót, hơn ai hết chứ không phải là chỉ những người sống đời sống gia đình mới cần được thương xót. Còn chúng tôi là những người sống ở trên mây, cứ như cái chị lãnh lúc nào cũng lên được ở trên mây, như kiểu chẳng biết gì đến chuyện trần gian, cũng có được thương chị em, cũng có được là thiên thần nhưng ở trong xác phàm, cũng đầy những tham sân si như thế. Cho nên nếu mà không có lòng thương xót thì đời sống gia đình hay đời sống tâm linh cũng là hòa ngục mà thôi, cũng là hòa ngục mà thôi. Không có Thiên Chúa ở nơi đó là chính đầy sự ghen ghét, đây là hòa ngục, đầy sự ghen tị, đây là hòa ngục. Ở trong đời sống gia đình hay trong đời sống nhân viên, trong đời sống linh mục tu sĩ hay đời sống vợ chồng mà không có lòng thương xót thì cũng không thể sống với nhau được, cũng là phải chia tay mà thôi, đường ai cũng đi mà thôi. Cho nên ngày hôm nay Chúa mời gọi mỗi một người chúng ta nhìn vào đời sống gia đình, cầu nguyện cho các gia đình. Mẫu chuyện của anh là một trong muôn vàn câu chuyện mà tôi vẫn phải nghe, phải nhận từng đêm. Nhưng mà họ vẫn cứ phải trốn ra vườn vì chồng say, chồng đánh đập, vẫn cứ phải đi xuống, xin lỗi chị em, xuống nhà vệ sinh mà trốn vì chồng say vì nó đánh đập. Suốt hai mươi mấy năm, ba mươi năm, từ ngày lấy nhau là tới lâu này cũng được thương anh chị em nhiều lắm. Và bên cạnh đó không phải là không có những ông chồng cũng phải chịu đựng những bà vợ đâu thương anh chị em, chịu đựng đến nhau. Cho nên nếu mà không có lòng thương xót thì chúng ta không thể chấp nhận được. Nếu không có lòng thương xót thì chúng ta không thể sống chung với nhau được. Nhưng nếu có lòng thương xót của Chúa, thực sự cảm nhận Chúa thương xót mình và mình thể hiện lòng thương xót ấy như Đức Giáo Hoàng mời gọi là thực hành lòng thương xót, là chúng ta biến lòng thương xót của Chúa qua những hành động cụ thể trong cuộc sống của mình. Đấy mới đem lại bình an thực sự, đấy mới đem lại hạnh phúc thực sự cho đời sống nhân viên và nhất là trong đời sống gia đình. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em. Con để con cho gia đình đến thăm bố và tặng bố cái máy 578 đồng thương xót Chúa. Nói với bố là mời bố nào lại đi lên để làm chứng cho con.